hướng dẫn anh em chỉnh báo thức con đồng hồ Nhật ha. Thì con này em đang bán là 430 bao ship đó nha. Niền xoay nha, chống nước 200 m, sản xuất tại Nhật, núm cổ chai, có khiêm nút chỉnh báo thức. Hôm qua em loay hoay em quên đó. Đó, bây giờ muốn báo thức đó, mình kéo ra một nấc đó. Thì cái đó, nó báo thức nè. Đó, cái tròn báo thức nè, lúc mà mình kéo ra một nấc để mình chỉnh lịch đó cả nhà nè. Thì nó cái này là đụng kim giờ nó sẽ báo nha, cái này alarm nè. Thì đồng hồ con này hiệu là Phi, đồng hồ hiệu Phi nè. Ví dụ muốn giày đúng không, rồi ấn vô. Ê, ví dụ muốn 4 giờ báo thức nè. Rồi thì nói chung cái kim giờ chạy tới nó báo thôi. Đó. Này mình mò mò xíu rồi ra nè, lúc này không báo đúng không, kéo ra một nấc nè. Đó. Mà nó báo mấy lần luôn nha, mình mà không bắt không tắt nút này á, báo xong lát nó báo nữa, báo hoài luôn á. Đó, chạy cho nó chạy đi. Nó phải cài đúng cái đó, phải đúng giờ nha. Giờ rồi chỉ có 430 bao ship ở nhà, chống nước 200 m luôn nha, một ô cửa lịch, dây bao dài luôn, đáy xoáy thép không rỉ, size 36 à.